Chào mừng các em sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 4 sách Chân Trời Sáng Tạo. Lời đầu video cho thầy giáo gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong chương trình môn toán lớp 4 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi bài đầu tiên là bài 1, ôn tập các số đến 100.000. Luyện tập 1, thực hiện theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau: số gồm 30.000, 7.000, 600, 50 và 9 đơn vị được viết như thế nào, được đọc như thế nào và viết số thành tổng như thế nào. Ở đây các em biết số có một chữ số thì nó chỉ có chữ số hàng đơn vị thôi. Số có hai chữ số thì nó gồm hàng chục và hàng đơn vị. Số có ba chữ số thì nó gồm hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Số có bốn chữ số thì nó gồm hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Số có 5 chữ số thì nó gồm hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Số gồm 30.000, hàng chục nghìn là 3, 7.000, hàng nghìn là 7, 600, hàng trăm là 6, 50, hàng chục là 5 và 9 đơn vị, hàng đơn vị là 9. Viết số thì chúng ta sẽ viết như sau: 3, 7, 6, 5, 9. Số này đọc như thế nào? Các em đọc hai chữ số đầu trước: 37.000. Ba chữ số còn lại các em đọc như đọc số có ba chữ số: 659. Như vậy đọc cả số là 37.659. Số này các em viết thành tổng: 30.000 cộng với 7.000 cộng với 600 cộng với 50 và cộng với 9 đơn vị. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm bài tập trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi câu E: số gồm 60.000, 8.000, 100, 40 và 5 đơn vị được viết như sau: 60.000, 8.000, 100, 40 và 5 đơn vị. Đọc số, các em đọc hai chữ số đầu trước: 68.145. Ở đây các em lưu ý 15 hoặc 15 thì các em đọc 5 là n cao, còn ninh 5 thì các em đọc 5 là n thấp. Cứ 10 hoặc 10 thì các em đọc là n cao, còn ninh thì các em đọc là thấp. Các em nhớ cách đọc đối với chữ số 5 nha. Viết số thành tổng: 68.145. Số này gồm 60.000, 8.000, 100, 40 và 5 đơn vị. Rồi đơn giản như vậy thôi. B: số gồm 10.000, 10.000 này, 2.000 này, 200. Không nói đến hàng chục và hàng đơn vị thì chứng tỏ là hàng chục là bằng 0.
Hàng đơn vị là bằng 0. Đọc số 12.200. Viết số thành tổng. Số này gồm 10.000, 2.000, 200. Không chục, không đơn vị thì nó bằng 0, các em không cần phải cộng. C, số gồm 4.000 và một đơn vị. 4.000. Không nói đến hàng trăm, hàng chục. Như vậy hàng trăm bằng 0, hàng chục bằng 0 và một đơn vị, hàng đơn vị bằng 1. Đọc số 4.001. Viết số thành tổng 4.001 bằng 4.000, 0, 0 chục thì các em không cần phải cộng. Một đơn vị các em cộng với 1. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Các em tìm số thích hợp, điền vào các chỗ chấm này. Câu E. Chúng ta có dãy số như sau. 4.760, 4.770, 60 đến 70, tức là đếm thêm 10, đúng không? 60, 70. Vậy 70 đếm thêm 10 thì chúng ta được là 80, được chưa? 4.780 mà đếm thêm 10, ta được là 4.790. Tương tự 4.790 đếm thêm 10 ta được 4.800. Đếm thêm 10 ta được 4.810. Đếm thêm 10 chúng ta được 4.820. Rồi câu B. 6.600. 6.700. Hai số tròn trăm này. Ở trên là tròn trục, ở dưới là tròn trăm. 600 đến 700, tức là đếm thêm 100. 6.700 đếm thêm 100, ta được 6.800. Thêm 100, được 6.900. Thêm 100, được 7.000. Thêm 100, được 7.100. Thêm 100, được 7.200. Câu C. 50.000. Số tròn chục nghìn này. 50.000, 60.000. Như vậy là đếm thêm 10.000, tức là đếm thêm 10.000. 60.000 đếm thêm 10.000 ta được 70.000. Đếm thêm 10.000 ta được 80.000. Đếm thêm 10.000 được 90.000. Đếm thêm 10.000 được 100.000. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Chọn số thích hợp với mỗi tổng. A. 30.000 cộng 6.000 cộng 200 cộng 40 thì ta được số là 36.240. 36.240 là N. Rồi B. 60.000 cộng 3.000 cộng 20 cộng 4 thì sẽ bằng 63.000 không trăm, đúng không? Không trăm 24. 63.024 là Q. Rồi chỗ này bằng 63.240. 63.240 là P. Rồi D.
36.000. Không trăm, không trăm, 24. 36.024 là M. Bốn, so sánh số. Ví dụ. Rồi chúng ta ôn lại, so sánh các số. Có 5 chữ số. 76.409 so sánh với 76.431. Chúng ta so sánh như sau. Đây là hai số có số chữ số bằng nhau. Thì chúng ta so sánh từ trái sang phải. Các em so sánh từng cặp chữ số 1 cho đến khi nào tìm ra được cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Cặp thứ nhất giống nhau, cặp thứ hai giống nhau, cặp thứ ba giống nhau, cặp thứ tư. Đây là cặp đầu tiên có hai chữ số khác nhau. Trong đó không nhỏ hơn 3. Không nhỏ hơn 3. Vậy các em điền dấu nhỏ hơn. Được chưa? Rồi. Bây giờ các em làm câu A. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Việc đầu tiên là các em so sánh các số này và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn. Các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ta nhận thấy bốn số này thì số 9.747 là có ít chữ số nhất. Ít chữ số nhất, vậy số này là số bé nhất. Các em xếp trước. 1, 2, 3. 3 số còn lại đều có 5 chữ số. Thì chúng ta so sánh từng cột 1. Được chưa? So sánh từng cột 1. Từ trái sang phải. Cột thứ nhất, 3 chữ số giống nhau. Cột thứ hai, trong 3 chữ số này, ta thấy 0 là bé nhất. Vậy 10748 là số bé nhất trong 3 số này. 10748. Hai số còn lại, cặp thứ nhất giống nhau, cặp thứ hai giống nhau, cặp thứ ba khác nhau. Trong đó 2 nhỏ hơn 7. Như vậy 11251 nhỏ hơn 11750. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã sắp xếp xong. B. Tìm vị trí của bốn số ở câu A trên tia số sau. Bốn số ở câu A chúng ta đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần. A, B, C, D cũng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn trên tia số. Vậy đây chính là A, đây chính là B, đây chính là C và đây chính là D. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 5. Làm tròn số rồi nói theo mẫu. Mẫu làm tròn số 81.425 đến hàng chục thì được số 81.430. Rồi trong bài này thì chúng ta ôn lại cách làm tròn một số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Em nào mà quên rồi thì chúng ta cùng chú ý để ôn lại nha. Câu A, làm tròn các số sau đến hàng chục. Đầu tiên là các em làm tròn số 356 đến hàng chục thì được số nào? Cách làm tròn này. Khi làm tròn một số đến hàng chục thì các em phải quan tâm cái số đó, tức là cái số 356 này, nó ở giữa hai số tròn chục nào? À, 56 thì nó ở giữa 50 và 60, đúng không? Nó ở giữa 50 và 60, được chưa? Nó ở giữa hai số tròn trục này.
Khi làm tròn một số đến hàng chục thì chúng ta quan tâm đến chữ số sau hàng chục, tức là các em quan tâm đến chữ số hàng đơn vị. Nếu nó thuộc nhóm 0, 1, 2, 3, 4 thì các em làm tròn xuống. Còn nó thuộc nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì các em làm tròn lên. Ở đây chữ số hàng đơn vị là 6. Nó thuộc nhóm làm tròn lên. Đúng không? Nó thuộc nhóm làm tròn lên. Vậy 356 làm tròn lên thì ta được số 360. Được chưa? Được số 360. Tiếp theo là các em làm tròn số 28.473 đến hàng chục thì ta được số nào? Đầu tiên các em sẽ nhận xét xem là số này nó ở giữa hai số tròn chục nào. À, 73 thì nó ở giữa 70 và 80. Đúng không? Nó ở giữa 70 và 80. 80. Được chưa? Rồi. Chữ số hàng đơn vị là 3. 3 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Làm tròn xuống, ta được số 28.470. B. Làm tròn các số sau đến hàng trăm. Trước hết là các em làm tròn số 2021 đến hàng trăm thì được số nào? Làm tròn đến hàng trăm thì các em phải quan tâm số này. Nó ở giữa hai số tròn trăm nào? À, 2021 thì nó ở giữa số 2000 và số 2100. Được chưa? Làm tròn số đến hàng trăm thì chúng ta quan tâm đến chữ số sau hàng trăm, đó là chữ số hàng chục. Nếu chữ số hàng chục nó thuộc nhóm 0, 1, 2, 3, 4 thì làm tròn xuống. Còn nó thuộc nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì làm tròn lên. Số này có chữ số hàng chục là 2. 2 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Vậy các em làm tròn xuống, ta được số 2000. Tiếp theo là các em làm tròn số 76.892. Làm tròn đến hàng trăm. Bây giờ các em xét xem số này nó ở giữa hai số tròn trăm nào. 892 thì nó ở giữa hai số tròn trăm là 800, đúng không? Và 900. Chữ số hàng chục ở đây là 9. 9 nó thuộc nhóm làm tròn lên. Vậy ta làm tròn lên, được số 76.900. C. Làm tròn các số sau đến hàng nghìn. Trước hết là các em làm tròn số 7.428 đến hàng nghìn. Làm tròn một số đến hàng nghìn thì chúng ta xét xem là số này nó ở giữa hai số tròn nghìn nào. À, 7.428 thì nó ở giữa 7.000 và 8.000. Đúng không? Nó ở giữa 7.000 và 8.000. Làm tròn số đến hàng nghìn thì các em quan tâm đến chữ số sau hàng nghìn, đó là chữ số hàng trăm. Nếu chữ số hàng trăm nó thuộc nhóm 0, 1, 2, 3, 4 thì làm tròn xuống. Nó thuộc nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì làm tròn lên. Ở đây chữ số hàng trăm là 4. Nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Vậy các em làm tròn xuống, ta được số 7.000. Tiếp theo là các em làm tròn số 16.534 đến hàng nghìn thì ta được số nào? 16.534 nó ở giữa hai số tròn nghìn nào? À, 16.534 thì nó ở giữa 16.000 và 17.000. Chữ số hàng trăm ở đây là 5. 5 nó thuộc nhóm làm tròn lên.
Vậy các em làm tròn lên, ta được số 17.000. Rồi ở đây bài học thầy giáo chia làm hai tiết, các em có thể theo dõi tiết sau. Ở trong phần danh sách phát toán lớp 4 chân trời sáng tạo, các em vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog, các em tìm ở mục danh sách phát nha. Rồi xin chào và chúc em học tốt.